Mời rồi. Chào chào bạn. Ôi, lâu lắm được gặp này, mình Hà Nội này. Chào bạn. Thật nhiên như tôi nghĩ mà tôi điên mà tôi cứ thôi sùng sục máu trong người này. Bây giờ tôi bị thức, tôi vừa đi làm về tôi điên quá, tôi bị thức dậy tôi buồn ngủ. Nghe mà nhảy lên hả? Ôi trời ơi, bạn biết không mà nó điêu, mà nó điêu nó xuyên tạc đến mức độ mà tôi sắp cả nhà tôi đang ăn cơm mà tôi phải bỏ chén cơm mà tôi điên nha. Nó bảo rằng là không phát triển, tôi hỏi nó rằng là bây giờ từ nông thôn đến thành thị, bây giờ ngày xưa thì bố mẹ mình làm sao biết được ăn mặc như này, Đúng rồi. làm sao mà được bố mẹ mình bây giờ nhá, đi làm về cả nhà thích đi chơi, đi cà phê, đi thích cả nhà rồi thì là tối mở karaoke hát, thích đi nhà rồi thì là chủ nhật rủ nhau đèo nhau đi chơi. Ngày xưa bọn ngụy á, mình thì mình sống trong hòa bình, mình không bị được, không có bị chứng kiến cái điều đấy, mình hạnh phúc hơn cái thế hệ trước mà như thế, không phải biết không. Nó xuyên tại là đi đâu nè, mình nhìn trong cái phim tài liệu ấy mà ai ai đời là nó nột húng nột nột đồ của các bà con trong miền Nam ấy, nó nột húng nột đồ trong với bà con trong miền Nam, đi đâu nó phải luồn cúi nó rồi các kiểu trên đời luôn. Bây giờ đường thì cao tốc đi mát ga luôn, trời ơi sướng tới mồ ra. Cái bọn cani phọt ra tôi nhìn thấy mà tôi nhìn cứ như thế nào ở trong một căng trải ở nước Việt Nam bây giờ cũng chẳng thành như thế luôn, tôi tê luôn đó. Bạn cứ về Hà Nội bạn đi từ bạn cứ mong sao bạn một chuyến về Hà Nội bạn cứ đi từ Hà Nội đến tận Hòa Bình mà cái nơi gọi là khỉ ho cò gáy nhất lên đấy là cũng cao tốc gọi là đường nhựa và tận tận nhà sàn luôn, trời ơi. Mà nó nói Kỳ là không phát triển. Ôi trời hầu ơi. đó nó nói mình nói gì nè, từ ở An Giang mình mà đi lên trên thành phố á, là 300 cây số phải không, mà đi tới 11 tiếng 11 giờ đồng hồ mới tới, mà bây giờ mình đi ha, có kẹt xe cỡ nào chăng nữa 7 tiếng đồng hồ thôi, có cái đường nhựa có cái đường cao tốc rồi mà nó không có chịu, nói là cái tiền đó là có tiền viện trợ nước ngoài chứ không phải là tiền của đảng cộng sản, mà đảng cộng sản nó không phải chịu, không có chịu, nó nói là đảng cộng sản bị suy sụp rồi. Các bạn thấy không, tôi nói bây giờ ba que này, bây giờ mình lên mình không có nói đàng hoàng, bây giờ miễn mình lên mình tức thì mình chửi á, thì nó nói ờ trời ơi sao mà chửi quá trời chửi, mà nó nói bạn thấy không. Bạn ít hơn tôi một tuổi, tôi nói bạn nghe này, tôi chửi nó lắm xong bắt đầu rồi nó cào phím nó chửi tôi, xong mày bắt đầu rằng là thằng con tôi nó bảo rằng là đú má tao mà gặp ngoài đường tao dập chết mẹ mày luôn, mày có giỏi mày mày đến đây mà. Bắt đầu nó nhảy chồm thằng con mình, nó mới nhảy chồm chồm nên nó chửi nhưng mà là nó bắt xong rồi nó không làm gì được mình, xong rồi nó bảo rằng là mình đi nạp cà phê cho cộng sản, nó mất dạy đến mức độ cái lũ cộng hòa thật đúng này, nó mất dạy đến mức độ thật đúng. Tôi rằng Ờ, em nói mình đi cho nạp chị, em nói cho chị nghe nha, bọn ba que cháu của thằng Tây em nên ngu lắm, cứ chửi cho mạnh. Thì bây giờ cái clip này là không có chửi, nhưng hôm nào cái clip nào như chửi là như thông báo trước còn phải chửi tụi nó. Đấy. Nhiên ơi, hôm nào mà Dạ. nip nào chửi ấy, nhớ gọi mình nhé. Mai là buổi tối á, thì mình vào mình chửi cho nó nghe, để mình ức lắm. Nó mất dạy, nó xà. Mình căm Hôm chưa thù cái nhất là clip chửi kìa, hôm chưa có cái clip chửi mà em khóa lại rồi để cho em Mai Dương lấy cắt để đưa lên trên kênh rồi, chứ không thôi chị nè. mở ra chị nghe đã, chị nói trời chưa toàn là clip chửi không, mấy chị lên chửi đã luôn. Mình nói cho nghe này. Mình căm thù nhất là cái vụ một con chó nào mà nó chửi bác Hồ này, mình căm thù thật luôn đấy, mình căm thù đến mức độ mà mình không ăn được cơm nên bạn phải biết là như thế nào rồi đấy. Mình Dạ. xót bác Hồ, mình xót bác Hồ, mình thương bác Hồ, mà con đĩ dê ni trần ấy bao nhiêu lần nó live stream mà mình gửi này lên để mình phản biện nó mà nó không cho lên. Ôi khổ ôi. Em hâm nó mẻ răng rồi, em hâm nó nè, từ đây tới ngày 30 tháng 4 bữa nay nhiêu tay mình rồi. Em sẽ đi in cái hình con Di Trần đó, em in hình mấy cái đứa mà đang chửi bác Hồ. Những đứa nào mà chửi bác Hồ em in hình hết, em ngồi trên đầu nó. Đúng rồi, đúng rồi. Em Xong lại đương như trong thế này. lúc em hờ nó hết luôn. Lại còn buồn cười, nó lại buồn cười mức độ như này nhá. Đúng là ông cha nó xấu xa cho nên bây giờ chúng nó đúng, người ta bảo là các cụ mình ngày xưa ngoài hàng Bắc vẫn cứ nói là thôi nòi nào thì giống đấy đúng không?
Trời ơi, ông cha nhà nó không có để lại cho chúng nó được một cái gì là hay ho cả, cho nên chúng nó bây giờ cũng thế. Mình là được có nhân quả, là được sống theo đảng, sống theo bác, cho nên mình là có những con người là có văn hóa, có lịch sự ấy. Ôi trời ơi, đúng là cái lũ Việt Nam Cộng Hòa, đúng là cái lũ chó điên, như thể là lũ người nó xuyên tạc rồi thì nó. Ê, chị, những cái đứa mà đang xuyên tạc á, những cái đứa đang xuyên tạc đó là con cháu của nó, là ông bà nó đang 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 chống phá đó, đầu nó kéo nhau, ông bà nó đang cầm cờ được bên Cali đó chị, thì bắt đầu xong rồi tới tới đời con đời cháu nó vậy đó. Ôi trời ơi, mà ai đời nó lại mất dạy mức độ, thật đúng là không, tôi thật người Bắc tôi chẳng bao giờ dám nói cái câu nói nó hỗn hào như thế, thật không thể tưởng tượng được. Mà năm lúc tôi thật sự mình không có chửi hỗn bao giờ, mà hôm mình đang ăn cơm mình chửi, mà cả nhà mình nhìn lại, ôi sao con này với độ này nó làm sao ấy. Nhưng mà mình kiểu như mà mình tức quá ấy, xong rồi mình không chịu được nữa ấy, mà nó mất dạy quá mức độ, mà nó xuyên tạc mức độ không còn 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 cách nào nữa nhá. Mà nói thật luôn nhá, tôi thật luôn đấy, giờ ví dụ như là cứ cho là ví dụ là Đảng Cộng sản mà sập đi sụp đi, tôi thề luôn, thà tôi chết chứ tôi không bao giờ để tiếp. À, em cái con gì Nguyễn 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 Hân, Nguyễn gì Nguyễn Hân hay gì đó, nó chửi bác Hồ. Sao con Nè mẹ cho anh alo đi. Alo đi. Alo đi, con là alo để cho mẹ nói chuyện. Chỗ mẹ nói chuyện nha. À, nó chửi bác Hồ mình ghê lắm. Rồi xong cái em nói để em làm clip, em nói mà cái lỗi đó em nói chị càng chửi nó thì càng mệt, bây giờ nó nói sai thì mình nó lấy đây mẹ mẹ mở cho con nè, thì mình chỉ hả, mình đưa những cái chỗ mà đất nước Việt Nam mình phát triển, em nói rồi nó nói chỗ nào sai thì mình đưa lại cái chỗ đó.